Chào các bạn, tôi lại quay trở lại với cái câu hỏi của một bạn khán giả có câu hỏi là anh có thể cho em một số mã cổ phiếu tích sản cổ phiếu trong 5 năm tới được không? Thì về cơ bản hiện tại là những cổ phiếu mà chúng ta có thể nắm giữ cỡ 5 năm trở lên ấy thì vẫn có, và phải nói là nó cũng 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 khá nhiều đấy, không phải là thiếu đâu. Tuy nhiên ấy, là người ta lại những cái cổ phiếu đấy ấy, nó có những cái thông tin tốt, những cái mặt tích cực như là thỏa mãn yêu cầu 4M ấy, thì người ta lại không bán, sở hữu nó rất là khó. Thì tôi có thể nói để các bạn có thể canh mua. Tôi rất nhiều lần tôi canh mua nhưng kiên nhẫn thì nó cũng có hạn nên lại cũng không mua được. Trong mấy cổ phiếu này thì tôi có sở hữu một cổ phiếu thì tôi vẫn mua được, nhưng giá nó lại rất là cao rồi. Thỉnh thoảng tôi mua thêm 100 cổ phiếu thôi. Thì cái cổ phiếu đầu tiên mà tôi muốn nói với các bạn là cổ phiếu MEF đấy. Cái công ty này nó sản xuất kìm. Cái giá cổ phiếu của nó là 1.6. Và các bạn có thích đặt giá bao nhiêu thì cũng không ai bán từ rất nhiều năm nay rồi. Đấy. Công ty thứ hai là công ty NSF. Công ty này là hình như là thức ăn gia súc hay là chế biến cái gì ấy. Đây. Nông súc sản Đồng Nai. Đấy. Còn rất nhiều công ty khác nữa. Ngoài ra thì có một cái công ty là WCS, thì hiện nay cái công ty WCS này thì các bạn có thể mua được cổ phiếu. Tất nhiên là những cái công ty này mà các bạn mua theo kiểu nhấp nhổm ấy thì sẽ hai công ty kia thì chắc chắn là không mua được rồi. Còn WCS mà các bạn mua theo kiểu nhấp nhổm giá lên giá xuống ấy thì sẽ không thể đầu tư được đâu. Lý do là công ty WCS, công ty này cái số lượng cổ phiếu nó ít lắm, chỉ có 2 triệu rưỡi này thôi, 2 triệu rưỡi, nhưng EPS của nó là 21.000 đấy. Các bạn hình dung ra EPS của nó rất lớn. Và cái quan trọng của cái công ty này ấy, là cái lượng tiền mặt. Đây tôi soi báo cáo tài chính cho các bạn hình dung ra. Cái lượng tiền mặt tất nhiên là bây giờ nó đang có thông tin xấu là vì Covid nên là có khả năng là nó đang tạm dừng hoạt động. Tạm dừng hoạt động cho nên là cái giá cổ phiếu nó đang đi xuống, và tôi đang rất chờ đợi một ngày nào đó nó xuống thấp hơn nữa để tôi mua. Các bạn hình dung ra là cái giá hôm nay nó rất là thấp, nhưng mà chỉ đây, các bạn hình dung ra cái mức giá này, các bạn hình dung là chỉ mua được 100 cổ phiếu cái giá này và 200 cổ phiếu giá này thôi. Có nghĩa là đây là hai cái ông gọi là rất là may mắn thì ông mới mua được thôi. Còn ngoài ra thì chả ai mua được cái giá này đúng không? Còn nếu mà mua đẩy cao lên một chút thì chúng ta lại chịu lỗ, mai mai người ta lại đây, ví dụ như mua cái giá 192 chẳng hạn. Đấy, nếu chấp nhận mua giá 192 thì vài hôm nữa nó lại đẩy giá xuống thì chúng ta lại đã bị lỗ rất là nhiều rồi. Lỗ cỡ khoảng, đây tôi đo luôn cho các bạn, lỗ mấy phần trăm rồi. Đấy thì cái cổ phiếu này là nó 5%, 6% đúng không? 6%. Và nói như thế là cái việc đầu tư vào cái cổ phiếu này là nó không hề đơn giản. Đây các bạn hình dung ra, ví dụ như đầu tiên là tôi cho các bạn xem cái việc chia cổ tức. Đấy, chia cổ tức này 40.000 một cổ phiếu đấy, 51.600 một cổ phiếu, và nó vừa mới chốt để chia 2.000 một cổ phiếu. Đấy, năm 2018 chia 2.000, 2021 chia 2.000, và cổ phiếu nó chia đều các năm, nó chia nhiều lắm. Đấy, các bạn nhìn cổ tức nó chia đều và chia nhiều, toàn chia tiền mặt thôi. Đấy, lý do là công ty này nó không cần tăng vốn, không cần tăng vốn. Cơ cấu cổ đông này thì nhà nước nắm 51%. Đấy, cái khác là 21,15%, còn nước ngoài là nắm 27,85%, 27,85%. Đấy, cái cổ phiếu lang thang ở ngoài ấy, nó rất là ít, nó rất là ít. Đây các bạn nhìn thấy chủ yếu là cái nước ngoài, chủ yếu là cái đội này nó mua, này mua rất là nhiều. Đấy, đấy là một cái thông tin. Còn một cái thông tin nữa ấy, là các bạn, đây tôi cho các bạn xem cái
báo cáo nhé, cho xem hẳn cái báo cáo tài chính, thôi xem cái mới nhất nhé. Đây, báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 là cái mới nhất nhé. Đây các bạn hình dung ra này, tiền và tương đương tiền của nó là đấy hơn 100 tỷ nhá. Tuy nhiên đấy là chúng ta phải soi vào trong này, nhìn ở đây thì nó hơi hơi ảo ảo diệu không rõ, nhưng các bạn đây các bạn đọc cái này thì các bạn sẽ thấy rõ cái nguồn tiềm lực của nó rất là mạnh và nó rất là nhiều tiền. Công ty của nó chỉ có 25 tỷ thôi, nhưng mà cái trị giá của nó chỉ có 25 tỷ thôi, nhưng mà các bạn hình dung ra tiền này 140 tỷ đấy, nó gồm tiền gửi ngân hàng không quá 3 tháng này, rồi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn này đấy, và tiền mặt tồn tại quỹ nhá. Đấy có nghĩa là nó rất nhiều tiền, rất nhiều tiền, và nó có các cái khoản thu phải thu ngắn hạn của khách hàng, có nghĩa là các cái bến, các cái công ty đấy là thuê bến bãi của nó thì phải nộp tiền cho nó đúng không? Đấy. Và vay ngân hàng thì nó chả vay gì cả, bởi vì nó nhiều tiền rồi, nó vác tiền đi gửi ngân hàng nó chả vay gì cả. Và tiền lợi nhuận hàng năm ấy nó rất đều đặn. Đây nhá. Các bạn có thể nhìn báo cáo tài chính này, có nghĩa là ngay cả dịch Covid ấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đây cứ 55 tỷ, 55,97 là coi như 56 tỷ nhá, lợi nhuận nhá, 61 tỷ nhá, 66 tỷ nhá, 68 tỷ nhá. Thì năm nay là bị Covid, 2020 bị Covid là 56 tỷ, thì nó tương đương với cái năm này là 56 tỷ đúng không, nó gần như nó giảm không đáng kể, và cái lợi nhuận này là tăng đều đấy. Này, 61 này, 66 này, 68 đấy. Đúng không? Đây giảm một tí, giảm là về cái 2016 thôi. Đấy các bạn hình dung như đấy, hình dung các con số như thế nha. Cái này nó quay quay về cái mốc 2016 thôi. Thì tôi đang chờ đợi năm 2021 này, nếu như nó vẫn loanh quanh khoảng 50 tỷ, 2021 này nó khoảng 50 tỷ trở lên, 50 tỷ thì tôi sẽ gia tăng cái. Tôi vừa mới thấy cái công ty à, một cái tổ chức của Mỹ đấy, người ta vừa mới mua 25.000 cổ phiếu, và người ta mua, tôi đã soi cái giá người ta mua là 210.000 một cổ phiếu hay 215.000 một cổ phiếu gì đấy. Đây tôi có thể cho các bạn, tôi soi luôn cho các bạn. Đây cái tổ chức này nhá. Đây, giao dịch nhá. 25.000 nhá, mua ngày 13 tháng 4 nhé. Đây tôi kiểm tra ngày 13 tháng 4 cho các bạn xem này. Đây 13 tháng 4 này. Đấy mua giá khoảng, đây cái khoảng người ta mua đây, cái khối lượng cái hôm đấy đột biến này. Đấy thì người ta mua khoảng là cái giá cứ cho là thấp nhất đi là 210.000. Đấy 210.000. Thì tôi dự tính là nếu như mà cái lợi nhuận của cái năm 2021 này nó không có gì thay đổi, không có gì thay đổi, đây so sánh 13 tỷ nhá thì nó hơi thấp hơn cái này là 15 tỷ, nên là tôi đang nghĩ là cái năm 2021 này nó sẽ giảm xuống. Tuy nhiên nếu mà vẫn trên 50 tỷ ấy thì cái tiền của cái công ty này nó rất lớn, và cái giá mà khoảng 200.000 một cổ phiếu ấy là nó vẫn đang quá rẻ. Đấy, lý do các bạn hình dung ra đây, chia cổ tức có tính như này là chỉ có 4 năm thôi là hòa vốn rồi đâu đúng không? Đây chia 2 năm là đã được một nửa rồi. Nó tiền của nó còn mỗi một lần chia như thế này ấy thì các bạn nhân với bao nhiêu cổ phiếu nhỉ? 2.000, 2.000 rưỡi hay sao ấy? 2.000 rưỡi cổ phiếu thì có hơn 100 tỷ đúng không? Đấy thì nó chỉ có 2 năm một cái là nó thừa ra khoảng cái tiền đấy thôi đúng không,
nhân với 50.000 đúng không? Đấy, 100 là 125 tỷ đúng không? Mỗi lần chia. Đấy. Thì các bạn hình dung ra là nó chỉ cứ 2 năm là nó đủ tiền để nó chia, nên các bạn thấy này là nó cứ tích khoảng 2 năm là nó chia một lần lớn. Đấy, 2 năm, khoảng 2 năm là nó chia một lần lớn. Đây các bạn soi ở đây nhé. Đây, ví dụ năm 2012 này nó chia một lần, hai lần, ba lần. Còn trước đấy thì không, ở đây không ghi nhá, thì chia này 1.000 này, 2.000, 2.000 là chia 5.000 một cổ phiếu đúng không? 2013 này là 2.000, 2.000 có nghĩa là 4.000 một cổ phiếu nhá. 2014 này là 2.000 nhá. 2015 này 1, 2 này là 4.000. 2016 là 3.000, 2017 là 2.000, 2018 là 2.000, 2019 này là 40.000, 2020 là chia cho 3 lần, à, 2 lần là 50, 50 mấy, 51.600. Đấy. Và 2021 là 2.000. Đấy nhá. Thì hiện tại là các bạn có thể mua cái ba cái cổ phiếu này 5 năm cũng được, 10 năm cũng được, nếu như công ty nó không có cái gì thay đổi thì nó vẫn sản sinh ra lượng tiền rất lớn. Và cứ sau mỗi lần chia xong giá nó bị sập xuống rồi nó lại nhoi lên. Các bạn cứ yên tâm là như thế nhá. Các bạn có thể nhìn 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 cái giá của nó trong 5 năm này. Đấy. Nó chỉ có mỗi cái giai đoạn này là đi đi xuống một chút thôi, thì những bạn nào mà mua được cái giai đoạn này thì là rất là tốt rồi, đúng không? Đấy, tôi thì tôi mua mãi trên này cơ. Mãi trên này tôi mới nhận ra, đúng không? Đấy, thì tôi đang mong nó giảm xuống, đúng không? Giảm xuống, nhưng nếu năm nay mà lợi nhuận nó không đổ thì tôi sẽ tăng cái tỷ trọng sở hữu của nó lên nhá. Và tôi không bán. Tôi không bán bởi vì tôi suy nghĩ là 10 năm nữa tôi nghĩ là nó vẫn không thay đổi, cái công ty này nó vẫn không có gì thay đổi, nó vẫn chỉ vận hành như thế thôi, nó có gì thay đổi đâu. Thì tôi bán làm gì? Đấy nhá. Thì đấy là những cái cổ phiếu mà tôi gợi ý cho các bạn. Hai cổ phiếu kia thì tôi canh rất nhiều lần không mua được, và tôi cái độ kiên nhẫn của tôi hết nên là tôi thôi tôi không đặt nữa. Đây tôi kéo cho các bạn xem này. Đấy. Không ai mua được bởi vì có ai bán đâu. Đây có cái đoạn này là có ông nào ông số ông đỏ ông mua được, nhưng mà mua được rất là thấp, mua được chỗ này đâu đó khoảng 100 cổ phiếu thôi. Đấy. Còn không ai mua được, đúng không? Công ty cũng không cần vốn nên nó cũng không tăng vốn, nó cũng không phát hành cổ phiếu. Đấy. Những cái công ty như thế này ấy là cái hội đồng quản trị của người ta ấy, là cái ban điều hành của người ta ấy là rất có tâm, bởi vì người ta thấy không cần tiền để làm cái gì cả thì người ta không phải tăng, đúng không? Những ông khác thì một là nghĩ ra những cái chiêu này trò kia để tăng vốn, rồi tiền không biết làm dự án được rồi không, nhưng mà sẽ có một phần nào đấy để đút túi, đúng không? Bây giờ làm dự án kiểu gì kiếm được ít tiền, đúng không? Đấy, và cái việc làm dự án nên nó còn làm cho thất thoát vốn vân vân. Đây công ty này nó làm ăn bền vững là nó không cần tăng vốn, đúng không? Cứ được bao nhiêu tiền là đem chia cổ tức, thế đúng không? Và đấy là tôi giới thiệu cho các bạn những cái công ty như thế. Còn các bạn có thể lựa chọn, ngày trước tôi có một cái list nó gần 10 cổ phiếu, nó chỉ có gần 10 cổ phiếu thôi, các bạn có thể tự tìm nhá. Tìm nó hơi khó đấy nhưng mà tôi không nhớ rồi để đâu, nó chỉ có khoảng đấy công ty thôi. Thì những công ty đấy thì tôi cho rằng là nó thỏa mãn được cái quy tắc 4M nhá. Chỉ có công ty WCS này này thì nhiều người nghĩ là nó thị giá nó cao nhưng thực ra nó cũng không cao đâu. Đấy các bạn để ý nó chỉ chia có khoảng 4 lần như thế là các bạn hòa vốn rồi còn đâu, đúng không nhỉ? 4 lần nó chia cho các bạn cái cổ tức với cái thị giá cao như này thì là các bạn đã hòa vốn rồi còn đâu. Đấy. Và tiền nó sẽ không giữ ở trong công ty nhiều. Nó không giữ, và chỉ có 2 năm theo cái tốc độ này ấy, đợt này Covid thì không nói, nhưng mà bình thường trung bình cứ khoảng 2 năm thì nó sẽ có một năm nó sẽ phải chia nhiều, bởi vì nó để tiền ở trong công ty nhiều quá làm gì đâu, để gửi ngân hàng thôi đúng không nha. Chúc các bạn lựa chọn cho mình được những cổ phiếu tốt. Chào các bạn.